Em tên Nguyễn Văn Sáng, hôm nay em 31 tuổi. Sáng là quê ở đâu? Em quê ở Hà Nội. 31 tuổi từ Hà Nội vào được bao lâu rồi em? Em vào từ hồi nhỏ, cũng tính được 30 năm rồi. À, vậy là mình sinh trong Nam hay sinh ngoài Bắc? Dạ, em sinh ở huyện Đan Phượng, Hà Nội. Sau đó mới vào trong này. Dạ. Mình đang làm công việc gì Sáng? Hiện tại thì em đang lái taxi cho bên Grab. Cái đó là lái là coi như là xe riêng của mình kết hợp liên kết mình chạy đúng không? Dạ đúng rồi. Mình làm cái công việc đó lâu chưa? Từ lúc mua xe thì em chạy được vài tháng thì dịch bệnh đến bây giờ luôn cũng được 2 năm rồi. Trước đó thì mình làm gì? Em làm kinh doanh cho một số công ty. Rồi sao đang làm kinh doanh là bỏ qua đi qua là chạy Grab ngon hơn hả? Lúc đó thì thấy thất bại cho nên là thôi em chuyển sang taxi luôn. Ừ. Rồi mình đang sống với ai? Hiện tại thì em đang sống với gia đình, bố mẹ và anh chị. Anh chị có gia đình hết chưa? Chị thì lấy chồng rồi, còn anh thì cũng kén quá nên là cũng ế luôn. Rồi chị hỏi thiệt cái là bây giờ mình chạy xe như vậy là cái thu nhập ổn không em? Hiện tại thì cũng tạm ổn thôi chứ thật sự là dịch bệnh mà ế lắm. Lúc trước khi dịch bệnh á thì mình cái công việc này em chọn mấy 2 năm nay rồi, thu nhập của mình là em có dư rồi có tích lũy được không? Dạ cũng được. Thì lúc mà chưa dịch thì chạy xe là chạy thoải mái luôn. Ừ. Khách nhiều đó. Cũng ba mấy mà chưa có vợ thì mình có dành dụm được gì để chuẩn bị sau này mình lo cho mái ấm gia đình của mình không? Dạ có, em cũng chuẩn bị được cũng gần 100 triệu. À rồi tiền nó đâu ai giữ? Dạ bố em giữ. Gửi bố. Dạ. Số tiền nó định sau này là làm gì? Cũng để xây dựng nhà cửa rồi chăm sóc cho gia đình thôi. À xây dựng nhà cửa ở đâu? Nhà em ở quận 12. Ừ. Yeah. Bây giờ mình đang ở chung với ba mẹ. Yeah. Nhưng mà sau này là mình định là lấy vợ là mình cũng ở chung với ba mẹ luôn hay là mình định ra riêng? Em phải ở chung với bố mẹ để chăm sóc. Rồi, chào em gái. Dạ em chào chị Cát Tường ạ. À, em tên gì? Dạ em tên Diễm My ạ. Hiện tại em đang sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Ừ, My đang sống với ai? Dạ em sống cùng với gia đình ạ. Rồi, quê quán mình thì ở đâu My? Em ở Bình Thuận đó chị. Mình vào Nam lâu chưa? 10 năm rồi đó. Dạ. À rồi vậy thì gia đình mình còn ở ngoài chơi Bình Thuận hay là trong vào trong này hết rồi? Nhà thì cũng ở ngoài đó nhưng mà ba mẹ thì ở trong này với chị em luôn. À nhà đông anh em không? 5 anh chị em. Wow, 5 anh chị em. Em là thứ mấy? Em là kế út ạ. Hiện tại công việc của Diễm My là gì? Công việc hiện tại của em là em bán hàng thời trang á chị. Bán online hay bán có shop? Em bán online. Chắc mùa dịch vừa rồi cũng có ảnh hưởng đúng không? Dạ. Điểm mạnh điểm yếu của My là gì nè? Điểm mạnh của em là chắc là cái tính độc lập, sống thiên về gia đình. Còn điểm yếu của em thì em thẳng tính, có một chút khó tính, kỹ tính. Khó tính, kỹ tính nữa. Trời đất ơi, một thứ thôi là khó rồi mà vừa khó tính vừa kỹ tính nữa ha. Lúc rảnh rỗi thì mình làm gì? Còn cái ưu điểm, khuyết điểm gì trong cái con người mình nữa không? Khuyết điểm thì chỉ có là khó tính á. Ừ. Em cũng có biết nấu ăn một chút. Giỏi giang, công việc, tự lập ha. Thời gian rảnh rỗi thì mình làm gì? Thường thì những thời gian rảnh thì em sẽ coi phim ạ. À, thế còn em, Sáng thì điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em là cũng biết nấu ăn và cũng biết pha chế. Em cũng học qua một lớp. Có học pha chế nữa? Dạ, cũng học một lớp pha chế đặc biệt. Sao hồi đó học cái đó, học rồi xong đi làm? Không biết nữa, lúc đó học xong tự nhiên thấy nó không hợp nên em chuyển. Ừ. Dạ, điểm yếu của em thì cũng ít nói và cũng hay quên. Tình trường thì sao? Trải qua mấy mối tình rồi? Của em thì chưa có mối tình nào. Chưa có mối tình nào. Cái gì? Cái gì? Ba mấy tuổi sao chưa có mối tình nào? Tại nhát gái quá cho nên là chưa có mối tình. Mà đó giờ mình có để ý ai không? Yêu đơn phương ai không? Dạ có, nhưng mà mỗi lần gặp cái tự nhiên em sợ. Không dám tiếp xúc gì. Sợ gì? Sợ ai làm gì em? Cũng không biết nữa. Chắc tại nhát quá. Sợ là run, là hồi hộp hay là mình sợ cái gì? Em sợ chắc mình chưa đủ bản lĩnh để lập gia đình. Cái đó là mình thiếu tự tin về bản thân. Yeah. Tại sao em không tự tin về bản thân? Chỗ nào em cũng là tướng tá, mặt mày khôi ngô, tuấn tú, công việc ổn định thì em lo cái gì mà em nghĩ là em không đủ điều kiện lập gia đình? Cái khoảng thời gian đó thì em cũng đi học nhiều thứ nhưng mà vẫn chưa xác định được cái công việc của mình. Cho nên là cũng không tự tin lắm về cái khả năng mà tự chủ của mình. À, thế bây giờ thì sao? Bây giờ em cảm thấy là em tốt hơn rồi. Tự tin chưa? Dạ, tự tin. Muốn lập gia đình chưa? Dạ rồi. Trong cái quãng đường thời tuổi trai trẻ của mình, có ai để ý em không? Dạ, có nhiều. Nhưng mà lúc đó thì em vẫn ngây thơ, nhưng mà không dám thổ lộ tình cảm của mình. Là chưa có một mối tình dắt dai nào hết trơn á? Dạ. Chưa có hẹn hò đi chơi riêng với bạn gái, chưa có gì luôn? Dạ, chưa. Ủa sao ngộ vậy ta? Thí dụ ít nhất là em không muốn lập gia đình thôi, nhưng mà yêu thì mình cũng phải yêu để trải nghiệm chứ cũng không có yêu ai luôn hả? Dạ. Vậy là chưa nắm tay. Chưa nắm tay. Chưa nắm tay lấy đầu có hôn đúng không? Nên khỏi hỏi câu sau đúng không? Dạ. Chà,
Nhưng mà vậy là hơi bị thiếu thốn cái kinh nghiệm trong tình trường. Dạ. Chị nghĩ tuổi em thì cũng hiếm có cái người mà chưa có yêu ai. Rồi thí dụ như là mình chưa có tình trường nhưng mà bạn gái mình thì đã có nhiều kinh nghiệm trong chuyện tình yêu hay là cũng có mối tình này mối tình nọ, thì em có ngại không? Dạ không, với thời đại hiện đại như bây giờ thì yêu nhiều thì cũng không có gì, bình thường. Rồi để chị hỏi coi Diễm My sao. Em trải qua mấy mối tình rồi? Dạ em thì 4 mối tình rồi. Em thì 4 mối tình rồi. Em thì chưa có mối tình nào. Chưa có mối tình nào. Rồi em nghe cái tình trường của ảnh vậy thì em thấy như thế nào? Em có lo lắng gì không? Có ngại không? Hoang mang dạ, không? Dạ em có ngại. À có ngại. Chứ không thích vậy hả? Chứ nhiều người ta lại nghe chưa em, có mối em tình lại nào thích. Không, em lại thích người có kinh nghiệm hơn. À, tự lý nó có kinh nghiệm hơn phải không? Dạ. Không, mà cũng tùy, nhiều khi trời sinh ra những người là có khả năng thiên phú em ơi. Người ta chưa có kinh nghiệm nhưng mà người ta cũng được. Dạ. Thôi cứ thử coi ha. Nhưng mà cảm xúc là nghe là hơi hoang mang hả? Dạ. Về những mối tình của em thì có cái mối tình nào đặc biệt mà để lại cho em nhiều cái dấu ấn nhất? Chắc là thời sinh viên thôi chị. Là mối tình nào? Dạ, thì sinh viên thì có nhiều cái thì để mình nhớ thì thôi. Còn những cái mối tình sau của em thì kéo dài chỉ vài tháng thôi. Cái mối tình gần đây nhất thì là bao giờ? Cách đây chắc 6-7 tháng. Thì quen chắc được hơn 1 tháng thì là... Sao ngắn quá vậy? Sao mối tình nào cũng ngắn vậy? Những cái mối tình sau này thì em kiểu như em cũng muốn tìm hiểu để mà tiến tới hôn nhân. Dạ. Nhưng mà mình cảm thấy mình không hợp, với lại người ta không có nhiệt tình á. Dừng sớm hơn là kéo dài thời gian thì mất thời gian của nhau. À, có nghĩa là họ cũng có thích, có đeo đuổi theo nhưng mà cứ lơ 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 chứ dạ, không dạ. Có gọi là quyết chiến quyết thắng, không có nồng nhiệt. Dạ. Mấy tháng nay thì không dịch rồi dạ. Bệnh rồi này kia không có ai hết. Dạ. Bây giờ là thật sự muốn kết hôn chưa, muốn lấy chồng chưa? Dạ em muốn mà. Nếu mà em nghĩ một mối quan hệ bây giờ thì mình tìm hiểu bao lâu thì mình tiến tới hôn nhân là hợp? Tầm nửa năm đến một năm ạ. Nửa năm đến một năm. Ở nhà có ai hối gì chưa? Ba mẹ thì cũng có nói nhưng mà nói chung là quyền quyết định của mình. Thật ra ba hồi xưa thì hối chứ bây giờ ba mẹ cũng sao, mong sao con cái hạnh phúc là được. Chứ đốc thúc nó rồi mới mốt đủ cái gì rồi nó lấy, không dạ. Trúng người đó đủ thừa mình nữa, khổ ha. Dạ đúng rồi chị. Làm ba làm mẹ khổ lắm quý vị ơi. Bây giờ là Diễm My muốn một cái người bạn trai, người chồng tương lai của mình là người như thế nào nè? Em thì muốn người đó là chín chắn, hiểu chuyện, lo nghĩ cho gia đình. Còn ngoại hình thì em muốn cao một chút, sạch sẽ, có chí cầu tiến, có công việc, làm ăn ổn định. Ừ. Có cái điều gì em không thích ở người bạn trai không? Không sao, không thích cái tính mà áp đặt á, gia trưởng. Em có ngại làm dâu không? Cái này em chưa nghĩ tới. Mà em nghĩ cái tính của em khó tính thì chắc cũng khó. Phải nghĩ tới chứ, bây giờ mình đã tới tuổi lập gia đình rồi thì mình phải nghĩ tới cái chuyện là sau này mình lập gia đình mình ở như thế nào, có làm dâu hay không, rồi sinh con đẻ cái như thế nào mình phải tính chứ. Trai lớn lấy vợ, gái lớn lấy chồng. Thường thường ngày xưa thì lấy chồng là phải theo chồng, phải làm dâu. Còn bây giờ mình có suy nghĩ kế hoạch gì mình cũng phải tính chứ. Ví dụ như chị mà chị nghĩ chị không có muốn làm dâu, không muốn lấy chồng thì điều kiện kinh tế mình phải vững. Không, mình phải giúp đỡ được chồng, mình hỗ trợ được chồng, xác định rõ cái mục tiêu. Chứ giờ chưa nghĩ tới sao lấy chồng được. Dạ thì em cái tính của em độc lập á, thành ra là em cái những cái công việc hay là cái gì đó em tự quyết. Em vẫn thích là sống riêng hơn. Thì cũng phải tùy theo người chồng của mình nữa. Còn em thì sao? Em muốn tìm một cái người vợ trong tương lai mình là người như thế nào? Em muốn tìm một người biết chăm sóc cho gia đình. Thân hình thì cũng cân đối vừa phải. Xăm hình thì nếu mà có thì chị xăm nhỏ thôi. Không thích người xăm hình lớn quá phải không? Là vậy thôi, không có gì. Rồi thí dụ như là em nãy em có chia sẻ với chị là nếu mà sau này em lấy vợ về là cũng sống chung với ba mẹ luôn đúng không? Rồi nếu như bây giờ giữa ba mẹ mình với vợ mình mà nó có sự xích mích với nhau thì em xử lý làm sao? Thì em sẽ ngồi với vợ của mình để mình nói chuyện, mình tâm sự để cho hai bên hiểu nhau hơn. Tội ghê, em trai tôi chưa có tình trường mà tôi hỏi mấy câu khó quá. Em có thích vợ mình đi ra ngoài đi làm kiếm tiền để phụ mình không, hay là chỉ muốn vợ ở nhà thôi? Vợ mình thì cần phải ra ngoài để mình giao tiếp với xã hội, như vậy thì nó mới thoải mái được. Dạ. Em nghĩ là phụ nữ thì biết kiếm tiền thì càng tốt. Có nghĩa là cũng hiện đại hay chứ không phải là nói là cổ hủ đúng không? Dạ. Có ra ngoài, có tiếp xúc, có làm ăn đồ đàng hoàng. Thế nãy giờ em có tưởng tượng ra cô gái bên này như thế nào không? Em nghĩ là mọi người cũng dễ chịu, cũng đẹp, cũng đẹp. Trời, biết ta đẹp luôn hả? Sao biết ta đẹp? Em đoán vậy thôi, nghe tiếng thì em đoán. Nghe tiếng là biết đẹp luôn. Rồi đưa tấm hình tùm lum người mà nhỏ xíu vậy rồi làm sao tôi lựa? Tấm hình vậy nè quý vị, rồi biểu bạn gái lựa kiểu gì đây? Trời đất ơi, thôi coi cho vui thôi em. Coi cho vui thôi chứ không có thể nào mà kiếm. Trời ơi, cái hình em cũng không có vừa gì đâu. Như một vàng vậy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 cô trừ cô dâu chính giữa phải không em? Dạ. Em cao một mét mấy?
Em cao 1m58 á chị. Rồi em kiếm đi cô gái cao 1m58 nặng nhiêu ký? Em 56kg ạ. 56kg đó, em thích nãy em nói em thích cô gái vừa người gì đó. Sao em coi để coi cô nào là vừa. Đây đây. Cô nào? Cô này. Cô thứ nhì. Cô này. Dạ. Cô thứ nhì. Chà, đúng không ta? Sao hay vậy ta? Em chọn ai? Trời ơi, sao mà mờ mà đứng tuốt đằng sau vậy mà em chỉ được hay vậy? Sao em chọn anh đó? Anh này thì là chú rể rồi. Ờ. À. Hai người này là lớn rồi, cũng lớn rồi. À, cô này cô thì tôi nhìn vô tôi bị lóa con mắt rồi. Thôi bây giờ cầm đi, rồi chị mở cửa trái tim ra rồi hai đứa em kiểm tra coi đúng không nha. Chứ giờ chị cũng già cả, mắt kém quá rồi. Một, hai, ba, xin mời các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube Và Mối Hẹn Hò. Cùng hai MC cười khà 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 với các cặp đôi hôm nay nhé. Rồi trước tiên là mình xem mình chọn đúng không vậy? Giờ đây đúng không ạ? Đúng rồi em. Trời đất ơi. Ở bên đây hỏi anh lại coi phải không? Người này đúng em. Dạ. Trời đất ơi. Hay. Trời ơi, như vậy là thiên duyên tiền định nha. Rồi, tụi Tường nhìn hình mà Tường cũng không nhận ra được. Dạ, bên đây cũng cao nha. Đây, cao mét mấy? Dạ, em cao mét 65. 65 rồi, ngồi xuống đi cưng. My là cao mét 58, mét 65. Cũng tương đối là tương xứng nha. Cảm xúc đầu tiên của My khi mở cửa trái tim ra như thế nào? Em thấy anh hiền ạ. Hiền ha. Còn đang hoang mang ví dụ chưa có tình trường phải không, chưa có người yêu phải không? Có gì từ từ chỉ dẫn người ta vậy chứ nhiều cái khám phá mới thấy cũng có những cái thú vị. Còn bên đây cảm xúc đầu tiên của em như thế nào? Thấy em cũng đẹp và dễ thương, giống như những cái gì mà mình tưởng tượng trước khi mở cửa trái tim không? Dạ có, giống gần như 90%. 90% luôn. Mở quà chị Tường coi, quà gì đấy? Cái khăn này. Ồ, tại sao là tặng cái khăn đó, là cái khăn gì ngộ cái vậy? Cái khăn này có ý nghĩa gì em? Dạ cái khăn tay thôi ạ. Cái khăn để bọc ở túi á, lúc nào cũng bọc trên người. Có ý nghĩa gì kèm theo không? Nâng khăn sửa túi ha. Sao thấy món quà như thế nào? Em thấy món quà này cũng có ý nghĩa. Ví dụ như là lúc mà mình nằm mệt thì mình có thể lấy ra lau và mình nhớ người yêu. À rồi. À, bây giờ chị Tường sẽ dành cho các bạn một ít không gian riêng với nhau để cùng thưởng thức một cái buổi ăn trưa với nhau thật là đáng nhớ tại chương trình Hẹn Ăn Trưa nha. Em hiện tại là mình đang sống ở đâu? Em sống ở thành phố Chi, quận Tân Phú. Mình ở nhà trọ hay sao? Dạ em ở nhà luôn ạ. Từ trước giờ em lên đây là mình sống với em? Mà mới lên thì em đi học thì em ở có một mình thôi. 3 năm gần đây thì là nhà em lên ở với em luôn. Chứ em học bên ngành gì? Dạ em học bên công nghệ thông tin ạ. Hiện tại giờ là mình cũng đang bên ngành, nằm bên ngành đó hả? Dạ em hiện tại thì em bán hàng, chạy quảng cáo bán hàng. Dạ. Mời em ăn nha. Dạ vâng. Phụ nữ quá khéo léo. Anh có thích một người phụ nữ quá khéo léo? Khéo léo thì anh không thích lắm. Mình cứ bình thường và thẳng tính là được. Nhưng mà mình cũng đừng thẳng quá, cái gì cũng vừa thôi. Sống thử. Sống thử thì có một mặt tốt thì có một mặt thì cũng không tốt. Mình sống thử mà, cho nên là thì cũng biết được. Nhưng mà về sau thì sẽ không tốt. Nếu mình gặp ai mà mình cũng sống thử như vậy thì mình sẽ đi lạc đường. Mình sẽ không xác định được là ai sẽ là người yêu của mình. Em nghĩ là sống thử thì ví dụ như mình cảm thấy người đó thích hợp, phù hợp với mình thì mình mới sống thử chứ. Còn gặp ai cũng sống thử thì đâu có được. Thì đúng rồi. Nhưng mà đôi khi thì nó cũng sẽ có những cái trục trặc ở phía sau. Anh có ngại nếu mà gặp một bạn gái mà đã từng sống thử không? Không. Thời đại này thì mình sống thử thì cũng cũng bình thường hết. Thường ở nhà em có hay nấu ăn không? Hồi trước kia thì em có nấu, nhưng mà gần đây là em công việc của em nhiều á. Rồi ở với ba mẹ thì mẹ thì nấu. Nhà anh đông anh em không? Anh thì có ba mẹ. Anh là con đầu hả? Anh là con út. Út. Chị thì ở giữa, anh là đầu. Còn là bà nam hay là nữ nè? Đấy là em á. Nhà tới ba người lận mà. Chị với anh. Là ba người. Là anh trai. Anh trai nữa. Anh có ngại quen người quá khó tính không ạ? Quá khó tính thì cũng không sao. Nhưng quan trọng là mình hiểu nhau là được. Hiện tại là em
Mình bán hàng gì? Dạ em bán hàng nữ, thời trang nữ. Vậy là mình có tiệm riêng? Em bán shop online thôi. Dạo này bán có được không? Dạ cũng được ạ. Tiền phí, mà khi mình yêu nhau thì tất nhiên mình sẽ tốn phí. Điều này thì cũng bình thường thôi, nhưng mà mình yêu thì mình phải đầu tư. Đầu tư thì mình phải bỏ tiền ra thì để mình quen biết nhau chứ. Quan điểm của em như thế nào? Tính em thì có qua có lại á. Ví dụ như là có thể bạn nam mời hôm nay, hôm sau em sẽ mời. Em thích như vậy. Cái tài của em vừa nói gì? Gửi lời nhắn tới chính mình trong quá khứ và tương lai. Em hiểu như thế nào về câu đó? Tức là gửi những cái mà mình là gửi lời nhắn tới chính mình. Em hiểu nhưng mà không nói ra được. Không có cái ý trong đầu để nói ra được. Cái từ để mà nói ra được. Điều bạn hối hận nhất trong quá khứ? Chắc điều em hối hận nhất chắc là em có suy nghĩ là em sẽ không lập gia đình. Nên là em suy nghĩ đó. Tại vì em cảm thấy lập gia đình, bạn bè của em trước đó lập gia đình đó thấy cực khổ á. Nên là em muốn là em chỉ là làm mẹ đơn thân thôi. Gần đây là khoảng 2 năm thì em mới nghĩ tới là mình sẽ lập gia đình. Còn anh nghĩ thì mình sống thì mình phải lập gia đình. Thì tất nhiên là lập gia đình thì phải cực khổ. Nhưng mà trong cái cực khổ thì nó có cái vui của nó. Có khổ thì mới có sướng được. Tương lai thì em tính như thế nào? Nếu mà khi mà hai đứa mình mà yêu nhau thì em tính khi nào thì mình có thể kết hôn? Nếu như mà sớm thì là qua năm. À, qua năm. Dạ, em tìm hiểu ít nhất là nửa năm. À, bây giờ có thưởng thức đồ ăn của chương trình để dành cho mình chưa? Uống miếng nước trà đi, cơn trà dưỡng nhan đó. Nãy giờ cũng trò chuyện được chút đỉnh thì mình cũng tìm hiểu hiểu nhau được chút xíu ha. Thật ra là chương trình thì thời gian cho nên nó ít lắm. Mình chỉ để là mình nhìn nhau, gặp nhau có thêm mối quan hệ thôi. Chứ còn mà để biết là có hiểu nhau hay không thì mình còn phải dành thêm nhiều cái thời gian nữa. Hồi nãy có cái chủ đề nào mà trả lời không được để đâu chị Tường coi. Gửi lời nhắn tới chính mình trong quá khứ và tương lai chị. Có bao giờ em dành thời gian nghĩ lại về những cái gì mình đã trải qua, mình là cái cô bé như thế nào ở quá khứ không? Dạ em suy nghĩ thì rất là nhiều, nhưng mà để là mà em nói ra những cái ý của em thì em nói không có được. Em nghĩ là mình có cái gì đó mình nuối tiếc, hay cái gì đó mình cảm thấy tự hào, hay là mình cảm thấy vui với cái tuổi trẻ của mình, hay là mình có nuối tiếc cái điều em, gì không? Em nuối tiếc là lúc thời đi học thì em không có chơi nhiều. Nên là bây giờ là giờ vào công việc thì là không được. Muốn chơi là không có thời gian. Dạ đúng rồi. Đúng không? Tuổi trẻ dám chơi, dám nghĩ, dám làm, để sau này mình không có bất cứ mình nói hối tiếc một cái gì hết. Nhưng còn em thì sao? Nói về bản thân mình trong cái quá khứ thì em có nuối tiếc điều gì không? Hay là em tự hào về điều gì mình đã làm được trong quá khứ của mình? Em cũng hối tiếc là mình không có đi chơi và không có quen ai hết. Với mình cũng hiền quá nên là mình cứ học xong rồi mình đi lính, đi lính xong rồi lại... Có đi lính nữa hả? Dạ. Xong rồi lại đi học này. Cứ học vậy mà vẫn chưa tìm lại được cái ngành phù hợp với cho mình. Còn ở tương lai, mình bao giờ mình ngồi mình tưởng tượng, mình mong muốn là sau này mình sẽ là một cô gái, một người phụ nữ như thế nào? Em thì em thích một người phụ nữ như hiện đại. Thì có hình dung ra là cái cuộc sống của mình khoảng là 20 năm nữa thì nó như thế nào, 10 năm nữa nó như thế nào, có nghĩ tới chưa? Dạ có. Sao? Em thích là mình là một người tự lập về tài chính. Và con cái thì em vẫn chăm sóc gia đình được á. Em muốn như vậy, vẫn vừa kinh tế giỏi mà vừa gia đình giỏi. Chị nghĩ là cái đó bây giờ đó đều là cái mục đích hướng tới của những người phụ nữ ở cái thế hệ mới. Vừa coi như đảm việc nước và giỏi việc nhà đó, mình sẽ làm được hết. Còn cái việc mình chu toàn được bao nhiêu, mình thành công hay không là còn nhiều yếu tố khác nữa. Thế còn em mong muốn những cái thời gian sau, tương lai mình sẽ là một cái anh chàng như thế nào? Em nghĩ mình cần phải phát triển kinh tế nhiều hơn, phải quan tâm đến gia đình mình nhiều hơn nữa. Em cũng cần phải học nhiều hơn để mình có thể thay đổi theo cuộc sống này. Học về cái gì? Về xã hội, về công việc, kinh nghiệm sống nữa. Có những thứ mà mình phải học, đã học hoài luôn. Chị nói công tâm, mặc dù mình là cái vai trò là cái người mai mối, nhưng mà chị thì chị nói rất là công tâm. Nhìn vào bên ngoài thì hai bạn có vẻ rất là tương xứng với nhau. Về ngoại hình, về mọi thứ, về tuổi tác, về vóc dáng, rất là cân xứng với nhau. Còn về cái trải nghiệm của cuộc sống thì đương nhiên tất cả chúng ta đều thấy là bạn nữ có vẻ là sẽ chín chắn hơn. Bánh bình thường là nữ là đã phát triển sớm hơn rồi, thì có vẻ là chín chắn hơn. Nó cũng có thể là một cái điều thuận lợi trong cái tương lai để em thực hiện được cái ước mơ của em á. Này chị nói thật, thông thường mà người phụ nữ mà muốn sống tự lập, không muốn gọi là làm dâu, hay là muốn tự lập, muốn là cái người chồng phải nương theo ý của mình, trừ khi mình phải kinh tế phải vững. Và nó thật sự là hình như là cái điều kiện của mình phải hơn người, cái người chồng. Đó là nói thật, sự thật thì mất lòng, nhưng
thực tế là nó là như vậy. Còn nếu như một cái người đàn ông mà điều kiện kinh tế người ta tốt hơn mình, ta đủ điều kiện lo được cho bản thân mình, thậm chí gia đình, vợ con cái, thì bắt buộc mình phải theo cái sắp xếp của người đàn ông. Trong cuộc sống được cái này phải mất cái khác. Mình không thể đòi hỏi có tất cả mọi thứ. Mình không thể đòi có một người chồng mà lo cho mình về kinh tế, một cái người chồng mà có thể ga lăng yêu thương theo đúng ý, phục vụ ngoại hình tướng tá mọi thứ như ý mình rồi mà mình cũng không chịu phục tùng người ta, thì cái điều đó sẽ không có. Phụ nữ là phải theo chồng đó. Còn mình cứng rắn quá đôi lúc mình rất là khó để tìm kiếm. Có thể cái một điều nữa cũng rất là đau lòng, nếu những cái người đàn ông như mình mong muốn chưa chắc họ sẽ tìm mình. Em hiểu gì không? Em thấy chị Tường nói đúng không? Mọi thứ trong cuộc sống nó chỉ mang một giá trị tương đối chứ không thể nào là tuyệt đối. Từ nãy đến giờ thì sau khi trò chuyện với nhau, ăn uống cùng nhau, hiểu nhau thì hiện tại em có suy nghĩ gì không? Em thì em cảm thấy anh hiền. Cũng dễ thương ạ. Cũng dễ thương. Còn em thì sao? Cảm xúc thật của mình hiện tại lúc này. Em cảm thấy em bên đây thì cũng dễ chịu, chín chắn, tốt. Đó cũng là những cái dấu hiệu đáng mừng. Tại thật sự hai con người chưa gặp nhau bao giờ, gặp nhau lần đầu tiên mà mình có một cái thiện cảm với nhau cũng rất là tốt. Nhưng mà đây cũng chỉ mới là một cái sự bên ngoài, cái sự khởi đầu thôi. Thời gian dành trên chương trình thì không đủ để các bạn hiểu nhau hay tìm hiểu gì đâu. Đây chỉ là cái cơ hội chị Tường dành cho hai bạn thôi. Nếu mình thực sự muốn nắm bắt cái cơ hội này thì phải nắm bắt cái cơ hội. Muốn thì phải bỏ nhiều thời gian công sức để tìm hiểu nhau nhiều hơn thì mới hiểu được nhau. Quan trọng bây giờ là ta cảm nhận bằng trái tim, xem trái tim mình có rung động hay không, có xao xuyến hay không. Lý trí mình thấy là đối tượng này có tiềm năng để mà mình tìm hiểu để phát triển hay không thì hãy phải nắm bắt, đừng có bỏ lỡ. Mời hai bạn đặt tay vào nút bấm. Suy nghĩ thật kỹ giúp cho chị Tường. Sau 3 tiếng đếm của chị, đồng ý hẹn hò bấm mạnh, không đồng ý có quyền lấy tay ra. Quyền là của các bạn. 1 2 3. Hết thời gian. Tại sao em không bấm? Mình còn cảm thấy thiếu cái gì? Em lại thích một người có kinh nghiệm hơn. Anh này hiền quá, em sợ em sẽ lấn áp anh. Nhưng mà cũng sẽ phải suy nghĩ thêm về những cái gì Tường chị chia sẻ nha. Nếu còn em, mình có buồn không? Dạ cũng hơi buồn. Hơi buồn. Xung quanh giờ như lặng đi bởi những gì anh đã nghe. Chị cũng cảm nhận được như vậy, nhưng mà cuộc sống mà, cơ hội nó ở phía trước còn rất nhiều. Tự tin hơn, cái gì em cũng được hết, chỉ có điều là em thiếu cái sự trải nghiệm. Có thể khi nào đó em sẽ gặp một cái người mà người ta thích cái sự ngây ngô đó, người ta muốn đồng hành với em từ những cái giai đoạn đầu, nó sẽ phù hợp hơn. Không sao cả, hôm nay mình làm bạn với nhau ha. Rồi. Bây giờ mình phải thay đổi.
chưa? Ủ này là giờ sinh con được rồi. Nhà con hối chưa? Không. Em muốn lấy vợ chưa? Nhưng mà theo như mà đưa đã chuẩn bị tinh thần, ví dụ bây giờ yêu rồi, đối nữ người ta tiến tới hôn nhân rồi thì em đã sẵn sàng chưa? Rồi chừng nào công việc mới ổn định? Trời đất ơi, bây giờ ông 34 tuổi mà ông còn tính lông bông rồi chứ biết gì nào ổn định. Vậy là chừng nào? Hợp duyên thì cưới. Ủa, rồi bây giờ cưới thì nhiều giờ rồi, tôi hỏi tiếp. Tại vì nếu em 24 tuổi thì em hỏi, nhưng mà em 34 thì mới hỏi. Bây giờ là, thí dụ đi, bây giờ em hỏi với ai? Bà mẹ. Rồi thí dụ lấy vợ về là ở chung bà mẹ luôn, mẹ ở đâu? Ở chung bà mẹ luôn. Ra ở riêng, rồi có tình đủ kinh tế để thuê nhà, mướn nhà, rồi sau này mua nhà không? Mua nhà không nổi, giờ thuê nhà đủ không? Thu nhập đủ không? Em biết bây giờ ví dụ thuê một căn nhà hai chồng ở được chưa kể con cái là khoảng bao nhiêu tháng không? 4-5 triệu. Rồi ăn uống rồi, rồi sinh hoạt nữa là em nghĩ là một tháng phải thu nhập bao nhiêu thì mới đủ là vợ có vợ rồi ra ở riêng. 15. Rồi bây giờ em đi làm thu nhập em được bao nhiêu tháng? 8-9 triệu. Rồi bây giờ 15 triệu sao đủ? Lấy vợ rồi đẻ con, rồi chưa kể đẻ con nữa sao đủ? Trời ơi là trời, bây giờ mình phải tính đi chứ. Không thì mình phải làm thêm cái công việc khác nữa. Tuổi trẻ mình phải cày thì bây giờ 34 mình cũng còn sức. Chứ lên tới 40 mà hết sức làm rồi, rồi làm sao còn lấy vợ lẽ con. Nghe cái này tôi nói đàng hoàng nghiêm túc à, cái này là phê bình à. Tuổi này mà chúng mình chưa có cái gì trong tay là cũng hơi, nhưng mà công việc cũng chưa ổn định nữa là hơi căng à. Ở bây giờ làm PT, em là làm tự do đúng không? Mình phải kiếm thêm một công việc gì cố định mình làm. Sao hồi xưa thì làm gì nhà hàng rồi ngân hàng rồi đúng không? Ok, mà tự nhiên là bỏ qua làm này, giờ lại công việc chưa ổn định. Hồi xưa đi làm ngân hàng nhiều tháng. Gì ngân hàng gì mà có mấy triệu vậy? Làm ngân hàng gì mà có 3-4 triệu? Gì vậy? Tôi em dâu tôi làm ngân hàng tôi thấy lương thì mấy 20 triệu, mấy chục triệu mà chưa phải thưởng không, là ngân hàng thì 3-4 triệu. Kiểm ngân. Rồi đâu kiểm tiền, sao lương tiền ít vậy? Thôi không được đâu, bây giờ là phải cố gắng phấn đấu hơn nữa. Chứ em cũng biết rồi đó, vật giá bây giờ nó không, thuê nhà, thuê cửa. Hai vợ chồng một tháng là 15-20 triệu, chưa kể con cái nữa. Mà mình làm nó lương 7-8 triệu, mình không tính phát triển kinh tế thêm là không có làm nổi đâu. Đúng không? Dù hai vợ chồng, vợ cũng làm hay được như đó, mình cũng như đó rồi. Là coi như mình sống nó sẽ thiếu thốn, nó sẽ tiếp trước lúc sau thì mình khó hạnh phúc được lắm. Phải cố gắng 24-25 lúc sau, nhưng 30 mấy tuổi rồi phải có một cái gì đó. Tài, lối giờ đi làm cứ dành dụng một đồng bạc được chưa? Trời ơi, thua. Thôi được rồi, bây giờ muốn lấy một người bạn gái như thế nào, một người vợ như thế nào? Trời ơi, cái gì em muốn biết gì người làm sao? Có yêu cầu gì về ngoại hình không? Đừng cao em có nhiều, em cao mấy mái cơ? Em có mấy 58 à? Em 58, được không? Rồi bây giờ nãy có nghe một câu á, hãy tùy duyên, gặp hợp là lấy. Thì ví dụ giờ gặp hợp là lấy, mà mình chưa có cái gì, chưa có dành được, chưa kinh tế, nhưng lấy là ai lấy? Mẹ lấy giùm hả? Ba mẹ cho tiền lấy em cưới. Em sao? Đúng không? Nhà làm anh gì em không? Không đứa em gái. Vậy là bao nhiêu cũng còn nghĩ lại gia đình ha. Rồi. Bây giờ thì đâu em có hình không em tìm một cái. Dạ. Trời đó, hai cô gái. Chọn cô. Một anh trai chọn anh. Cái này giống như coi mặt trước thì nó dễ đoán quá trời quá đó, có cái gì khó đâu mà không đoán được trời. Biết cô nó là ai không? Cô không đợi nó, biết anh đó là anh nào không? Anh ở giữa. Anh ở giữa. Trời ơi, nói ra cái chiều cao, cái giờ nó nhìn vô hình, nó biết mất tiêu hết trơn rồi. Rồi, mà thấy con này nhắm lên được không? Anh này được chưa? Anh thấy con đi cái gì cái hình?
Dạ chắc cũng mạnh mẽ. Chắc cũng mạnh mẽ, trời ta tập viên cũng mạnh mẽ. Rồi, thôi vậy thì bây giờ đâu có đoán gì nữa, nhìn vô là biết mất tiêu rồi, cái hình dễ đoán quá mà. Bây giờ thì mình sẽ bỏ một trái tim gặp nhau nha, mạnh mẽ lên nha, trò chuyện nha. Rồi những gì cũng nói là phải cố gắng á, thu á nha. Mở cửa trái tim. Dạ, em chào anh. Em tên Linh. Dạ. Dạ, em cảm ơn anh. Em cũng có món quà em tặng anh. Dạ. Dạ. Đâu mình ngồi xuống coi quà gì nặng. Anh biết liền. Sơn. Quà gì cho mình coi. Cảm ơn anh, đẹp. Em muốn tặng anh một cuốn sách, tại vì thứ nhất là em cũng hay đọc sách, thứ hai nữa là em mong khi mà anh đọc cuốn sách này thì anh sẽ bỏ qua hết mọi giận hờn trước đây, cũng như là sau này. Trời ơi, mới gặp nhau tặng cuốn sách để giận, nghe nó ngộ vậy. Rồi bên đây tặng cái gì? Dạ, tặng hoa. Wow, tôi tưởng một sách luôn. Kinh nước mật. Dạ. Cái đó là gì vậy em? Hoa kiểu quá chị. Ủa vậy hả? Rồi bây giờ em muốn cổ chân hay em muốn cổ tóc? Chứ nó là tùy vào người sử dụng. Rồi đi trên mũi có hoa đẹp, đồ xà bông mà đẹp vậy hả? Ừ. Rồi sao mà đánh tắm? Ủa xà bông vậy tắm sao? Thầy chắc để chân cho em rồi. Dạ. À, rồi cảm nhận đầu tiên khi mà em nhìn thấy cổ ở ngoài chứ phải trong hình thì em thấy như thế nào? Dạ, cũng dễ thương. Còn em dạ? Dạ, cũng giống trong hình. Mình có món quà gì tặng nhau, món quà cũng thần đi. Nghe đồn hồi xưa em cũng mát hay lắm phải không? Dạ, chắc đồn bậy á chị. Đồn bậy hả? Nghe thử thuốc còn mới biết bậy hay không nè. Nó xô lên nè. Dạ, thực ra thì em chưa có chuẩn bị kịp, cho nên đó là em muốn tặng anh và chương trình một đoạn. Nhưng mà nếu như mẹ em không phục lời thì có thể bỏ qua cho em nha. Ôi, hát hay đó, sinh viên hả em? Dạ, sinh viên. Em hát bài Con đường tình yêu của anh Lam Trường hát. Wow. Yeah. Có một con đường mang tên là tình yêu, khi tôi bước một mình đến những nỗi cô đơn. Dạ thôi. Ủa sao vậy? Em không. Cái gì mới có hai câu vậy? Thôi hai câu nhảy thôi chị. Hả? Dạ. Thôi để sau này em dễ hát chẳng. Bốn câu, ít nhất phải bốn câu. Dạ. Cái gì hình được có hai câu. Dạ. Lại bốn câu. Lại đi, gì mới có khúc vậy? Dạ thôi, hai câu nha. Cái gì mà mới giới thiệu giọng hát thời sinh viên rồi gì mà kỳ vậy? Dạ, nhá hàng vậy thôi chị. Trời ơi, tụi trẻ chán ghê. Rồi bây giờ tôi sẽ dành cho hai bạn một chút xíu thời gian để hai bạn tự do, tâm tình thoải mái với nhau, cùng thưởng thức một bữa cơm trưa của chương trình dành tặng cho hai bạn. Rồi một chút xíu thì tôi sẽ quay lại nha, mạnh dạng tự tin trò chuyện nha. Rồi, xin mời. Rồi, đây là tình tiết của chủ đề hôm nay rồi này. Dạ. Em ngồi nó sao nó xa xa quá. Em có thể kéo ghế vô xíu được không? Dạ. Em có nghe anh là đang làm BT không? Anh đang làm ở khu vực nào vậy? Anh làm ở đâu? Ở các câu lạc bộ nào ấy? Là tự do, những khách mà ở đâu thì sẽ đến đó bây giờ. Dạ, em cũng tập gym. Em cũng có bạn BT nhưng mà kiểu như lâu rồi á, thì bạn đó cũng hết take care rồi. Thì nếu như được thì anh có thể làm BT cho em không? Ok. Dạ, tức là em trong cái trong cuộc sống á, thì thường á, là thời gian rảnh thì anh sẽ hay làm gì hả? Tập thể dục. Câu hoạt hình. Câu hoạt hình. Dạ. Thì em có sở thích là em hay đi du lịch á, tức là em hay di chuyển á,
thì anh có thích không? Cũng có. Anh có hay đi nhiều không? Lúc trước thì cũng có đi nhiều, mà bây giờ thì cũng không đi cùng. Dạ, lúc trước anh làm ở Nhật Bản hả? Anh đi làm ở bên đó luôn hay là anh đi học? Vừa đi học vừa đi làm. Dạ, anh về Việt Nam lâu chưa? Về hồi năm 2015. Cũng lâu rồi ha. Dạ, em cảm ơn anh dùng đi nha. Em xem thôi. Anh có em gái hả? Em gái anh sinh năm nhiêu vậy? Em gái anh có 5 tuổi, sinh năm thứ 3. Vậy là lớn hơn em luôn. Em cũng còn một em. Em của em đang học lớp 12 à? Dạ, nhà của anh ở đây luôn hả? Đúng, nhà bên Nhật Bản.